Tỉnh Lào Cai dự kiến hỗ trợ 50 triệu đồng cho mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo xây mới nhà ở. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai về triển khai thực hiện nghị quyết số 50 ngày 3 tháng 7 năm 2024 của tỉnh Lào Cai về hỗ trợ làm nhà hộ người có công cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2025, dự kiến nội dung và kinh phí hỗ trợ như sau. Hỗ trợ trích đo bản đồ địa chính theo chi phí thực tế nhưng không quá 1 triệu đồng một hộ. Hỗ trợ xây mới nhà ở 60 triệu đồng một hộ. Hỗ trợ sửa chữa 30 triệu đồng một hộ đối với hộ gia đình, người có công với cách mạng, hộ thân nhân liệt sĩ. Hỗ trợ xây mới nhà ở 50 triệu đồng một hộ. Hỗ trợ sửa chữa 25 triệu đồng một hộ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Dự kiến kinh phí thực hiện kế hoạch giai đoạn 2024-2025 là trên 337 tỷ 600 triệu đồng. Năm 2024, Lào Cai dự kiến hỗ trợ nhà ở cho hộ người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo hoàn thành khoảng 6.165 nhà. Đến tháng 9 năm 2025, phấn đấu hoàn thành 100% hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại khoảng 2.657 nhà.